tổng hợp mới nhất diễn biến áp thấp nhiệt đới ngày 7 tháng 10 năm 2020. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Trong đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét lên mức báo động 3 ở lưu vực các sông, sát lở đất ở vùng núi. Ngoài ra, tại các vùng biển sẽ chứng kiến sóng biển dâng từ 2 đến 4 mét, có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,3 đến 12,3 độ Vĩ Bắc, 110,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170 km về phía đông. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển từ các tỉnh Phú Yên đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Trong vòng 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 12,3 độ vĩ bắc, 106 độ kinh đông. Dự báo từ nay đến ngày 11 tháng 10, ở các tỉnh trung bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300 đến 500 mm trên đợt. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500 đến 700 mm trên đợt. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 đến 300 mm trên đợt. Các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 đến 250 mm trên đợt. Không những vậy, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 9 m, hạ lưu từ 1,5 đến 5 m. Trong đợt lũ này, mức nước đỉnh hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 3 nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh và gió mùa Tây Nam, hoạt động mạnh mẽ trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa biển và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8 sóng biển cao 2 đến 3,5 m ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, 2 đến 4 m ở Nam Vịnh Bắc Bộ. Ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển Bình Thuận Cà Mau, cộng thêm gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Theo thông tin cảnh báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy Văn cho biết, từ nay đến ngày 9 tháng 10 là cao điểm của đợt mưa 6 đến ngày 11 tháng 10. Sau ngày 11 tháng 10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thông kê từ 19 giờ ngày hôm qua ngày 6 tháng 10 đến 1 giờ sáng nay ngày 7 tháng 10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa và có nơi mưa to đến rất to vì liên tục chịu trận trước những cơn mưa trong cả ngày qua, nên nhiều nơi rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ và áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin tiếp theo trong các bản tin của FBNC. Mời quý vị cùng đăng ký kênh để theo dõi.